Thế chị đang bảo là học xong rồi hỏi lại xem nào em đã vận dụng vào làm chưa? Có vướng mắc gì không ạ? đang thực hiện cái nhà hàng là thấy ok phết À thế à, nhà hàng thì rồi. kiểu em quan tâm chủ yếu là cái định mức cho nó ổn ổn một chút không rồi cân đi cân lại hơi mệt đấy. Thế học Vâng. em thấy cái giáo trình tổng hợp đấy thế nào? Em thấy nó bao quát hết mà, như là mở nhà hàng ít nhất là mình có hình dung ra được rồi là làm như thế nào, Ừ. còn chi tiết cụ thể xem lại không sao cả. Ừ. Được cái là em lại còn được cấp thêm mấy cái giáo trình kiểu dạng chi tiết hơn ấy, giống như kiểu em học tổng hợp nhưng mà em được cấp thêm về vận tải với lại xây dựng với lại hình như nhà hàng khách sạn đúng không? Mấy cái khóa kiểu Vâng. dạng nó chi tiết hơn ấy. Đấy thì em vào em xem lại là em cũng hình dung là được. Nhìn chung là học này mình không bị mông lung. Nói chung học trọng tâm đúng không? Vâng. Ừ. Không 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 bị mông lung. Đấy, Có thế mỗi đó. cái là nó phải đi đôi với thực hành, phải thực hành Đúng. nhiều mới nhớ được. Đúng rồi. Nếu mà rảnh thì lại dở giáo trình ra học lại. Sợ rồi chỗ nào không biết thì lại hỏi Chính chị. học mà giáo viên thôi chứ không Đấy. đi học mà đi học bị động. Thế Trưởng học cô này online thế em này bảo ấy không? không? Học online thế này cảm thấy tiện không? Tiện chứ, có cái gì hỏi hỏi ngay. Ừ. Thời gian mình chủ động đúng không? Thêm học cái đấy thì có ý kiến gì đóng góp giáo trình cho bên chị không? Thực ra là chưa chưa thấy có ý kiến gì đâu chị ạ. À thế Có mỗi à? cái phần giáo thừa thiếu thì chị em đã xác nhận rồi. Ừ. Ngoài ra thì không có thương gì. Thực ra là cái giáo trình này nó cũng để mà bảo mức độ khó quá thì nó cũng không phải là quá khó, nhưng Đúng mà nó tổng rồi. quát hết. Đúng rồi, Nói chung là nó nó cũng dễ tiếp bởi cận. vì nó có rất là nhiều lĩnh vực. Mình cần phải bóc Vâng. tách riêng nó ra để mình làm thôi, đúng không? Nghĩa là phải hiểu thì mới không bị Ừ, rối, còn đúng nếu mà rồi. không hiểu thì đúng chết. Bây giờ giáo trình của bên chị thỉnh thoảng cũng có cập nhật thêm đấy. Giống như kiểu là em làm bên luật thì chắc là cũng không cần đâu, nhưng mà chị có cập nhật thêm những kiểu là cái luật hay chính sách mới ấy, hay là các cái biểu Vâng. mẫu mới ở trên giáo trình ấy, nếu mà cần thì em có thể vào đấy xem lại nhá. Thỉnh thoảng em cũng vào xem mà, vào xem website mà. Ừ, đấy. Vào Có nhiều xem mà chỗ đọc. bây giờ nó thông báo vào mail của em ấy. Nó thông báo ai hỏi cái gì, xong rồi trả lời như nào nó thông báo mà. Không, bình thường Thông nó báo vào không đây. không không ấy đâu, bình thường là nó không đổ về mail như thế đâu, nhưng mà em có thích kiểu dạng nó thông báo như thế không? Thực ra thông báo đối với những người cần thì là tốt Ừ. Bởi vì chị sợ là nếu mà nó thông báo nhiều như thế thì nó sẽ đẩy cái mail của em đi. đây để em xem nhé. Lần trước tóm lại có thông báo có mấy lần, lần Ừ. em không để ý lắm nhưng mà Chứ chị sợ nó thông báo nhiều thì nó lại đẩy mất mail của em đi, thì nó lại mất cái quan trọng của em thôi. Còn đâu thì đương nhiên là những cái thông báo đấy nó chính là những cái câu hỏi mà học viên người ta làm thực tế, người ta hỏi và bên chị giải đáp. vâng đúng rồi, Ừ, hay nó là vào em phần quảng cũng cáo của em rồi. là em có thể biết được. Nhìn chung là tạm thời thì là thấy ổn chị ạ, không chưa Ừ. có vấn đề gì đâu. Ừ. Tại vì cũng giáo viên kèm luôn này, vướng mắc ở đâu hỏi luôn rồi nên là cũng không có cái gì thắc mắc nữa ở đằng sau ấy. Ừ. Có gì về hỏi những gì. Khi mà nào mà có cái vướng mắc gì thắc mắc ấy thì bảo với chị nghe chưa? Để chị em mình cùng giải Và có quyết. gì phải nhắn tin chứ. Ừ, được rồi.